đáng tổ dân phố lập biên bản rồi vẫn cố tình vi phạm nha. Đối tượng Trà vẫn ngoan cố đục phá mặc dù đã bị lập biên bản dừng lại nhá. Đề nghị các cấp chính quyền xử lý tội phạm này nhá, đây là tội phạm rồi. Đây là tôi quay để làm bằng chứng nhá. Bây giờ là mấy giờ nào? Bây giờ 16:28 nhá. Ngày 11 tháng 1 năm 23 nhá. Tôi quay lại làm bằng nhá. Đấy, đối tượng Trà đang phá tường này. Đấy. Hôm nay sang năm mà mang lên tòa án chính. Không sao. Mà sang năm mang tòa án. Tội phạm thì nó bao giờ nó ngoan cố. Nha. Nguyên chi lại cái bằng nguyên tại sao là không thêm. Không quan tâm nha. Đấy. Ông cũng đi mua lại chứ ông cũng phải gốc đây đâu mà ông tinh vi. Mày chỉ có cái họ Hoàng một tí đằng sau tao biết là nha. Nha. Rồi, đây nha. Tao biết. Đây là tội phạm nha. Đấy. Tôi ghi lại làm bằng nha. Đấy, sáng nay là vừa bị tổ dân phố lập biên bản yêu cầu là dừng việc đập phá này, vẫn cứ đập phá này. Đấy. Tao ghi lại. Đấy, rồi nha. Đây này, rớt đầy ở nhà tôi này. Đấy. Đấy. Đối tượng là Trà Diệp. Đấy. Hôm nay là ngày 10 giờ này, ngày 12 tháng 1 2023 này. Đấy, đã đục phá này.